Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại với channel Thiếu Dương TV của mình. Thì tiếp tục một cái clip sâu nick ấy, thì hôm nay thì mình sẽ sâu một con đào 80 chùm của 5 server luôn. Thì em thấy cái màn hình đấy, con đào này có cái game là 5S Only Player. Mình không biết đọc như sao nè, nhưng mà thôi bây giờ mình cứ vào khám phá nick xem nhá. Xem nick này có những cái gì mà nó lại VIP nhất 5 server đối với 8 nick luôn. Mình nghĩ là như thế. Đây. Bây giờ mình cùng xem thông tin của em ấy nhá. Đây chưa hết. Chưa hết là thông tin. Đây. Mà xem vào anh nhanh nhẹ nhá. Đây là VIP. HP là 18k à 12k8. HP là 12k9 và tấn công là 34 đến 38k. Ui sẽ là trâu anh em ạ. Các chồng kháng này, thêm 1k cả nhá. Khả năng né đòn 2k8 rất là kinh. Chí mạng đang cho 27 cực kỳ cao luôn. Đúng con này là thôi gọi là chùm 8x luôn rồi này. Đây thì mình sẽ sơ xem cho anh em xem đồ của em đấy nhá. Đây là full vũ khí 15, full 14. Thì đây mình sẽ bắt đầu sơ tinh điện cho anh em xem này. Vũ khí tinh điện 9 này, mình nghĩ là con này full tinh điện 9. Đây cái dây chuyền tinh điện 6, nhẫn tinh điện 6, bội tinh điện 9, bùa tinh điện 9 luôn, giày tinh điện 9 luôn, rất là VIP. Đấy, anh em xem này, quần tinh điện 9 này, đúng là chùm đào đang xa vời. Găng tay tinh điện 9 này, có khảm ngọc này, rất là VIP. Con này thì khỏi chê rồi. Áo tinh điện 6 này, nón tinh điện 6. Giờ rồi chắc là tinh điện 9 rồi, chắc chắn rồi. Đây tinh điện 9 rồi, ok. Đây, đây là về trang bị xe. Xe thì 29 mạng 1 tấn công MVP, rất là VIP rồi. Đây, full tinh điện 67. Thì mình để mình xem chữ nick để đi thiên bản cho nhá. Mình thiệt đi thiên bản cho anh em xem nhá. Để xem ăn đá nào con này, xem đan vào tấn công nó như thế nào. Anh em xem này. Đây từ 40 đến 44k, đây là chất. Đan bằng 9x rồi. Mít chủ nick đi theo bạn nhá. Mình sẽ thử đi thử. Ủa toàn có VIP không nhỉ? Ủa khó thế. Level 80 là chinh phục anh. Quần kiếm 90 này khả năng mình ăn được. Ăn quần kiếm nhai, quần kiếm 80 này vậy. Đối với những con đao như thế này thì nó cực kỳ hiếm luôn. Bởi vì đao là một cái class rất ít người chơi mà nó VIP như thế này này. Mình cũng rất là phục chủ ác đấy. Phải cài được những cái ác VIP như thế này. Đây, trong chương này. Còn còn 16 này, đã khóa này. Đúng là chủ đích sẽ là chơi tinh điện 7 luôn. Kinh. Đây. Găng tay tinh điện găng tay tinh điện 9 luôn này. Nhưng mà chỉ số nó hơi cùi nên chắc là chủ đích đeo găng tay kia. Rất là gần chơi. Đây. Phần một con đao 7x cộng 12. Được chưa rồi. Các bạn biết là chủ đích như thế nào đấy. Mình chơi cái này cho. Mình đi chơi BK đao bao giờ cho nên là cũng không biết như thế nào. Nhưng mà con mình nghĩ con này nó cho ui rồi. Một chỉ mà nó đánh như con đấy. Vì 90/4 mà nó đánh như con của nó đấy. Anh em thấy sức mạnh của đao chưa? Đúng là con hàng đỉnh của đỉnh rồi đấy. Tiếp tục là chụp này nè, con này né ngang chơi tốt. Đây chỉ giết nó ạ. Thực sự con hàng này nó phải gọi là rất là hiếm mà, bởi vì mình
Ủa sao con nào này mà con này mạnh thế? Ủa thôi anh em ạ, thôi không sao cả, mình PK gà cho nên là thua là đúng rồi, không có gì lạ cả. Nhưng mà con này thực sự nó là mắc vip rồi, nhìn là mê rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ thử qua bước xem em nó được bao nhiêu đam nhé. Ô bố hụt à, không sao cả, mình chờ đợi. Cái thằng này thì mình nghe nói là đang săn bot thì phải, con này săn bot thì tuyệt rồi. Mình nghĩ chủ đích đầu tư thêm một ít này cho nên em nó full tin nhận chín, nhưng mà trùng trùng hẳn luôn đấy, một con hàng rất là vip, mình cũng rất là mê, ngày xưa cũng thích chơi đào lắm mà cũng chưa có điều kiện. Thì bây giờ cũng được test thử một con đào như thế này, để trải nghiệm như thế này rất là tuyệt vời rồi. Đây, đợi đây đam vào đây, anh em xem nhé. Đam này, 46x51k này. Mình nghĩ là một con chiến ích ấy, thì phải đồ về cực VIP, mình nghĩ là phải tầm găng tay với vũ khí phải 14 về tinh luyện cao thì đam mới được như thế này. Mà con này là nó mới lên vào 80 rồi đấy. Con này mà cộng né vào và cộng và đeo một nhẫn thạch gia tộc thì tôi đài khỏi chê rồi. Mắc sách, mắc bánh, mắc các kiểu. Đúng là con hàng này thì không còn cái gì để chê rồi. Đấy, skin đối với đao ấy thì nó gắn liền với tên tuổi của Huy Siêu Nhân rồi, nhưng mà con này thì đúng là truyền nhân của Huy Siêu Nhân đấy. Nó một con đao. Anh em có thể thấy là chủ nick là một người rất là đầu tư đúng không? Rất là kinh. Con hàng này thì mình cũng không biết là bao nhiêu tiền, nhưng mà mình nghĩ là phải là một dân chơi với dám múc đi con này, bởi vì là hàng này nó rất là hiếm. Những cái nick như thế này thì thực sự là không hề có cái nick thứ hai đâu các bạn ạ. Một cái nick rất là có sự đầu tư rất là lớn. Cho anh em xem lại một lần nữa đây. Nick đây. Này mặc xanh màu anh đây. Nhưng mà một con hàng cách chơi rồi đấy. Thôi mình cũng xin dừng clip ở đây nhá. Anh em nào mà thấy hay like, thấy hay thì like cho mình nhá. Đăng ký kênh giúp mình để mình ra những cái video khác hay hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.